ខ្ញុំទិញមកសាច់គោអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើសាច់ច្របល់យើងនេះហើយសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្សិតច្បើងការ៉ុតស្នៀតពោតម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមខ្ញុំយកសាច់គោនេះទៅបំពងតោះម្ទេសយើងឆាជាមួយនឹងបន្លែតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមចិតហើយលាងបន្លែនេះស្អាតសិន
Thì mà dương mà anh đại ấy thì bông lá nhâm chập ram là một phần sịt cố. Sịt cố bông dương là bông tròn ấy, lại nó nhâm tròn như cánh. Cầm dây như một con cá rốt chim ơi nhưng thịt tốt. Đặt một tê chỗ. Còn tiếp nhâm chụp tao một con châm to cho mọi người cột tấm. Cắt trái. Một khai sốt. Cỏ xó. Cắt trái chóng. Còn tiếp nhâm ta sẽ cua bởi dương chốt. Ôi là xuôi mà muốn em ấy. Cầm tiếp nhưng chụp đâm đập lại bờ dương chố. Cầm tiếp nhưng đâm từng bạn chố. Ôi nỉ hộ bờ dương ạ. Lan từ nổ ổng lăng mình tên món ấy ấy. Rồi sắp tâm bị lỡ. Mà hộp bà dưới mà chị ăn hải tờ chấp răm nhằm chú mời nhằm thằng ọc ní á. Ôi khăn như vậy là chung ơi mà món á. Nghe khăn mà ta. Lại bà dưới đang xuôi sập mà món á. Còn nhà tặng ọc nha chú bố cá tặng nha tết sản áp vịt ổ rộng nhầm bay.